Hạnh Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Mình tên Hạnh Nhật Tấn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một cái bài, đó là phong thủy hóa giải. Thì khi mà muốn nhắc đến phong thủy hóa giải hoặc là phong thủy cầu tài thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến một cái đợi nhất linh quật. Tức là linh quật này được mệnh danh là đợi nhất linh quật, đó là tỳ hưu. Khi mà nhắc đến là tịch tà hay là chiêu tài thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến tỳ hưu. Tịch tà là gì? Tịch tà là nó có thể hóa giải những sát khí, mình gọi là tịch tà, và nó có thể chiêu tài. Thì chỉ có cái linh quật này thì nó mới có tác dụng tịch tà và chiêu tài thôi. Còn tất cả các linh quật khác thì linh quật nào tịch tà thì tịch tà, còn linh quật nào chiêu tài thì chiêu tài. Và trên đời này chỉ có tỳ hưu là có hai công dụng, đó là vừa tịch tà và vừa chiêu tài, cho nên được mệnh danh là đợi nhất linh quật. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về tỳ hưu nhé. Hiện tại trong giới phong thủy hiện nay có bốn loại tỳ hưu, đó là tỳ hưu một sừng, tỳ hưu hai sừng, tỳ hưu cái và tỳ hưu đực. Và lai lịch của tỳ hưu như thế nào và công năng của nó ra sao, nhiệm vụ của nó làm những gì? Nếu muốn rõ về những vấn đề này thì chúng ta cần phải tìm ra được cái lai lịch, cái lịch sử của tỳ hưu như thế nào. Mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng theo dõi nha. Khi chúng ta nói về lai lịch của tỳ hưu, nói về lịch sử của tỳ hưu thì chúng ta phải nói đến lai lịch dòng. Dòng là một linh thú trong tứ linh. Thì trong tứ linh thì con vật nào nó cũng có nhiệm vụ, đó là tịch tà hết. Tức là tịch tà, tức là nó diệt những cái xấu đi, và nó sẽ mang lại những cái tốt lành. Đó, như hình tượng của rồng. Rồng là trong thiền thuyết nói là rồng là chuyên đi bắt bắt yêu, rồi chuyên giết những con yêu tinh mà làm hại nhân gian. Đó, khi mà đến một cái thời kỳ dòng sanh nở, khi dòng sanh nở thì có một con rồng con mà đứa em út, mình gọi là đứa em út, thì nó lại không có hậu môn, nhưng tất cả loài dòng đều nói nó là con quái vật. Tại vì rồng là thường bắt những cái con quái vật, những cái con yêu tinh rồi đó, nuốt trọng vô rồi ăn sống. Cho nên là người ta cứ nghĩ là vậy là loài dòng này để ra quái vật, tức là ăn quái vật, để ra quái vật. Thì cái con rồng con là cái con rồng út đó, thì nó lại có cái đầu là đầu rồng, nhưng mình thì mình kỳ lân, có bốn cẳng hẳn hoi, cho nên là thân hình thì kỳ lân nhưng đầu là đầu rồng đó. Và nó có hai cái sừng, nó có hai cái sừng nha các vị, nó có hai cái sừng y như cái sừng của con rồng đó. Thì ngày xưa chưa đặt tên là tỳ hưu, mình gọi là rồng con nha, rồng út. Thì cái chú rồng út này là lạ nhất trong cái nhóm anh chị của nó. Và khi mà nó lạ ở chỗ là khi nó ngáp, một khi nó hạ họng nó ngáp là nguyên cả một đàn rồng đều có đồ ăn. Tại vì khi mà ngáp một cái là nó hút những cái tà khí ở khắp mọi nơi bay rồi, thì khiến cho gia đình rồng có được cái để nguyên cả một gia đình ăn. Đó. Thì bỗng có một hôm là có một cái một con quái thú, một con yêu tinh gì đó, nó là thức ăn của nó lại là rồng. Thức ăn của nó lại là rồng, và nó thích bắt những con rồng để ăn, nhất là rồng con. Đó. Thì khi mà nó đến ngay cái hang rồng đó thì rồng mẹ phải dắt những cái chú rồng con bay đi. Nhưng tỳ hưu có bốn cẳng của kỳ lân, lúc đó tỳ hưu không bay được. Tỳ hưu út không bay, rồng con út không bay được, rồng út là không bay được, chỉ nằm một chỗ thôi. Khi mà cái con yêu tinh mà nó vừa tới đó các quý vị, nó vừa tới thì cái lúc đó rồng út mới hạ họng ngáp, lúc đó buồn ngủ quá ngáp,
Hả, họng ngáp một cái con yêu tinh lọt luôn vô bụng tỳ hưu. Đó, con yêu tinh lọt luôn vô bụng bụng của rồng Út. Nên nhớ rồng Út khi đẻ ra không có hậu môn, không có hậu môn, cho nên á bất cứ nó nuốt cái gì vào nó không bao giờ nhả ra được, và những cái gì mà đã lọt vô con người nó rồi là không bao giờ thoát ra được. Đó, cho nên á là nó nuốt chuẩn con yêu quái nó vô trong bụng, xong rồi con yêu quái đó nó chết luôn trong bụng. Nhưng mà rồng Út này á là chỉ có ăn mà không có nhả được, cho nên giết rồi rồi thì rồng Út thì cũng cũng phải quy thiên, tại vì không chỉ nuốt mà không nhả thì có một ngày nào đó thì quy thiên thôi. Đó, khi mà rồng Út chết đi thì Ngọc Hoàng đó mới thấy cái công lao của rồng Út như thế, mới là mới mới phong cho rồng Út là một cái chức, chức vụ là lúc đó chưa có tên đâu các vị, lúc đó chưa có tên, tức là chức vụ là một linh thú đi ăn những cái tà khí, những cái tà khí để giúp nhân gian, rồi đi ăn những con yêu tinh, những cái hung tinh hung thần ác ác đồ đó là nó nuốt hết, nó ăn hết, là làm đồ ăn cho nó hết, và để rồng Út đi đi xuống nhân gian để giúp nhân gian. Ngay cái thời mà thời thời nhà Minh của Trung Quốc đó các quý vị, Minh Thái Tổ lúc đó là đang đi săn bắt thì buồn ngủ, ngủ tại một cái khu rừng. Khi ngủ một khu rừng, trong một khu rừng thì lại thấy một cái con vật rất là khủng khiếp, đó là đầu rồng, mà mình thì là mình Kỳ Lân đó, thì là chú dòng 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 Út xuất hiện đó. Thì cái ông vua này ông mơ ông thấy là con rồng cứu ổng, con rồng lại tiêu diệt tất cả yêu quái cứu ổng, và trên lưng lại cổng cổng vàng đã, nó lạ chỗ đó, trong giấc mơ ông thấy như thế. Thì ông mới nghĩ rằng là cái khu đất này là khu đất linh thiêng, khu đất này là có linh linh thú ngự, cho nên bắt đầu là mới sai sai ngừ là xây ngay cái chỗ đó, xây xây một cái thành ngay cái chỗ đó, là vua ở luôn, là xây lên một cái thành, là gọi là mình đóng đô ngay tại chỗ đó luôn đó. Rồi ngay cái tại mà rồng ngự đó thì ổng nói đây là cái hướng hướng tài lộc, hướng tài lộc, ổng mới xây lên một cái tượng tỳ hưu mà ngày xưa ổng mơ, cho nên á là ổng đặt cho cái tên là Tu Lì. Ngày xưa á ổng không biết cho nên ổng đặt là Tu Lì, Tu Lì tức là cái con nó thấy nó rất là lạ, nó đứng một chỗ thôi mà nó có thể ăn được hết tất cả những yêu quái xung quanh, cho nên ổng đặt nó là Tu Lì. Rồi ổng ổng mới là xây một cái tượng Tu Lì có hai sừng, mình thì dài có hai sừng rất là đẹp. Sau khi ông thờ phụng rồng Út như thế, và cái triều đại của ông lại phát triển thịnh vượng, và lại là vàng bạc ở đâu nó đổ dời đó, thì lúc đó cái người dân đó người ta cũng bắt chước, người ta cũng bắt chước, người ta cũng nặng tượng tỳ hưu để người ta bỏ trong cái phòng phòng kính của người ta để người ta chiêu tài. Nhưng không ai biết thực ra là tỳ hưu nó cực tà, thì khi mà nó giải quyết hết những cái vấn đề xấu cho gia trạch, cho gia đình, thì tự động những cái tài vận nó tự động tới đó, chứ không phải là nó chiêu tài đó, là như thế. Rồi qua một thời gian sau thấy công đức của tỳ hưu quá lớn, thì Ngọc Hoàng mới thấy tỳ hưu chỉ có một mình, thấy tỳ hưu chỉ có một mình. Nhưng mà cái tỳ hưu này á là tỳ hưu hưu cái các vị, tỳ hưu cái có hai sừng nhưng lại chỉ sống có một mình, thấy là rất là cô độc, cho nên Ngọc Hoàng mới bẻ một sừng của ông, bẻ một sừng của tỳ hưu, và dùng dùng phép biến cái sừng đó thành một con tỳ hưu thứ hai đó, thì thành ra là
là một con là hai sừng và một con là một sừng đó. Và sau này dân dân mới thấy tỳ hưu hiện hiện thân thì mới là sau này mới làm thành hai con, là một một con là một sừng, một con hai sừng đó, là ngày xưa người ta thờ như thế. Rồi sau này một thời gian thì người ta lại phân ra là con hai sừng nó đi một cặp, con một sừng nó đi một cặp đó, là hai con một cặp nó phải giống giống nhau đó. Nên nhớ con hai sừng thì mình nó dài hơn và con một sừng thì mình nó ngắn hơn đó, nên nhớ nha các vị. Và con hai sừng thì ngày xưa á, người ta ngày xưa thấy á, thấy con hai sừng là con cái đó, cho nên á, là ông Ngọc Hoàng muốn bẻ một sừng, ông biến ra một con đực để cho tỳ hưu có đôi có bạn. Tỳ hưu một sừng thì thân hình ngắn hơn tỳ hưu hai sừng, và cái màu của tỳ hưu một sừng nó đậm hơn, và cái nhìn mặt của tỳ hưu một sừng nó dữ hơn. Và tỳ hưu một sừng là tỳ hưu mới gọi là tịch tà đó. Tịch tà tức là tỳ hưu một sừng nó lại tịch tà mạnh hơn tỳ hưu hai sừng, tức là thời sau lại mạnh hơn thời trước đó. Và bởi vì tỳ hưu trước là có công năng là hút tất cả những cái con yêu tinh vào để làm thức ăn và chuyển hóa thành năng lượng sống cho tỳ hưu, thì cái con thứ hai được hình thành bởi cái sừng, thì cái con này nó lại là cái con nhã nhã tài đó. Cũng là con tịch tà, tức là nó hút được nhưng nó vẫn nhã được các vị, hút được nhưng nhã được. Con một sừng sau này nó lại hút được và nhã được, còn con trước nó không có nhã được, nó chỉ hút thôi, nó có công năng là tịch tà. Còn con sau này nó có công năng là vừa tịch tà mà vừa ban tài lộc, nhã tài lộc đó. Cho nên công năng của từng loại, ví dụ một sừng hay hai sừng thì nó cũng như vậy thôi các quý vị. Quan trọng là các quý vị phải biết con nào là con đực và con nào là con cái. Con đực là cái con chân trái bước lên trên, chân trái bước lên trên, hoặc là cái đầu nghẽo ở bên bên trái gọi là con đực. Còn con cái thì là chân phải nó bước lên trên và cái đầu nó nghẽo qua bên phải đó. Thì người ta phân biệt như thế để biết là con đực con cái. Con đực có công năng tịch tà rất là mạnh, tức là nó sẽ ăn ngũ hoàng đại xét đó, nó sẽ diệt ngũ hoàng đại xét và diệt tất cả những hung tinh nào mà bay vào nhà là nó hút hết, gọi là tịch tà. Còn còn con cái thì lại có công năng là nó mang lại tài lộc cho gia chủ, tức là nó quản hút nó hút vô, xong rồi những cái tịch tà, những cái khí khí xấu hoặc là những cái hung thần mà nó hút được, nó ăn được đó, thì nó nhả ra lại thành thành vàng bạc châu báu đó, là gọi là thành là tài lộc đó các quý vị. Cho nên tỳ hưu có hai công năng, đó là tịch tà và chiêu tài đó, là rất rất là lợi, cho nên được mệnh danh là đợi nhất linh quật. Nếu các quý vị nào muốn thờ tỳ hưu hoặc là muốn trưng tỳ hưu làm một cái vật phẩm phong phong thủy để trưng trưng bày ở phòng khách hoặc là ở bàn thờ ông địa cho đẹp, thì các quý vị nên trưng một cặp nó vừa tịch tà mà nó vừa nhã nhã tài cho mình, tức là nó vừa mang lại tài lộc cho mình. Còn không thì chúng ta nên thỉnh thỉnh một con á, thì các quý vị nên thỉnh con cái, tại con cái là cái chức vụ của nó là mang lại tài lộc. Nhưng cái dòng họ tỳ hưu, cái nòi giống của nó là chiên tịch tà, cho nên bất cứ con tỳ hưu nào cũng có nhiệm vụ tịch tà. Thì con cái thì nó vừa có tịch tà và nó vừa thu hút tài vận cho gia chủ đó. Còn con đực thì không thu hút tài vận, chỉ tịch tà thôi, nhưng tịch tà cực kỳ mạnh các quý vị. Cho nên những cái hướng nhà nào mà bị phạm sát trong năm như là ngũ hoàng đại sát hoặc là thái tới đó, thái tới thì nó không có phải là nuốt thái tới nha các quý vị. Thái tới khi tới thấy tỳ hưu rất là vui, và tỳ hưu lại là quật khởi của tất cả các vị thần đó. Cho nên
Để tỳ hưu trong nhà, nếu những năm nào mà cái hướng nhà của chúng ta bị phạm thái tới thì đỡ rất là hơn đó. Và nếu mà ngôi nhà của chúng ta vào năm nào mà bị ngũ hoàng đại xét mà bay về thì chúng ta nên đỡ tỳ hưu là đỡ ngay ngay tại phòng khách, hạ họng, đưa cái họng của tỳ hưu ra về trước nhà để khi mà ngũ hoàng vừa bay vào là làm thức ăn cho tỳ hưu liền đó. Cho nên là ngũ hoàng sẽ không làm gì được cái ngôi nhà của mình đó. Và người ta thì lại dùng tỳ hưu để trấn trạch, để trấn thổ, để trấn nhà, để trấn đất đó, là tỳ hưu rất là nhiều công năng các quý vị đó. Cho nên các quý vị nào mà học phong thủy cần phải lưu ý, phải biết về lai lịch của tỳ hưu và phải biết về ý nghĩa này, phải biết về công năng của nó đó. Rồi các quý vị khi giới thiệu hoặc là khi giúp cho mọi người thì các quý vị phải hiểu rõ nó, phải hiểu rõ về tỳ hưu thì các vị mới sử dụng tỳ hưu để giúp đỡ mọi người và chỉ người ta dùng tỳ hưu như thế nào. Các quý vị nên nhớ tỳ hưu dắt kỵ đồ dơ của người phụ nữ và tỳ hưu dắt kỵ người mang bầu và người mang bầu dắt kỵ tỳ hưu nha các vị. Người mang bầu dắt kỵ tỳ hưu chứ không phải là tỳ hưu kỵ người mang bầu, mà là người mang bầu dắt kỵ tỳ hưu. Nếu mà người mang bầu mà sờ vào tỳ hưu là cái bầu nó bị mắc liền đó, là bị hư liền, tại vì tỳ hưu nó ăn đó. Thì những cái nằm trong bụng á là đều là tà khí, đều là âm khí, cho nên á là những cái mà âm khí tà khí mà gặp tỳ hưu là nó quất liền đó. Rồi người đàn bà, nhất là người phụ nữ, là không được người phụ nữ mà đến ngày á là không được sờ vào tỳ hưu, phải tránh tỳ hưu xa ra, và tất cả mọi người không được lấy tay đụng vào cái miệng của tỳ hưu đó. Nếu mà có muốn đụng thì đụng vào thân của tỳ hưu thôi, không được đụng vào đầu, vào mắt, vào mũi của tỳ hưu, nhất là vào lỗ tai của tỳ hưu là không được đụng đó. Luôn cả gia chủ cũng không được đụng, chỉ đụng vào cái thân của tỳ hưu. Còn khi mà giữ đó, giữ khi gia chủ giữ thì nên dùng dùng rượu pha xí muối hột trộn đều lên, rồi lấy cái nước đó rửa cho tỳ hưu, và lúc đó cầm khăn lau thì mình vẫn có thể lau cái mặt của tỳ hưu đó, vẫn có thể lau, mình là gia chủ mình có thể lau đó. Nhưng bình thường thì mình không có được lấy ngón tay mình sờ sờ, mình nắn nắn ngay cái mặt của tỳ hưu, ngay miệng, ngay mũi, ngay mắt, ngay tai của tỳ hưu nha. Đó là điều rất là cấm kỵ. Rồi coi như là video giải thích về tỳ hưu đến đây cũng đã hết rồi. Hạ Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạ Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra thật nhiều video hay hơn và bổ hơn nữa để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị nha. Chào.